bà con, chào quý khán giả đang đến với chương trình Sức mạnh sinh học. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Kính thưa bà con, thưa quý khán giả, chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là bà con nông dân của chúng ta luôn luôn có các nhà khoa học đứng bên cạnh để có thể giúp đỡ bà con trong việc canh tác mỗi khi mà gặp khó khăn. Đối với nghề trồng lúa thì cũng vậy. Các nhà khoa học nông nghiệp thì luôn luôn tìm ra những cái giải pháp nhằm để giúp cho bà con về giải quyết về năng suất cũng như là về chất lượng. Bên cạnh đó thì các nhà khoa học nông nghiệp cũng luôn luôn tìm ra được những cái giải pháp để giúp cho bà con canh tác lúa theo hướng nó ngày càng bền vững hơn, giảm thiểu những cái tác hại do việc bà con sử dụng các cái loại phân thuốc hóa học gây nên. Và đó cũng là mảng chủ đề trọng tâm mà các cái chương trình Sức mạnh sinh học của Đài Truyền hình Vĩnh Long phát sóng định kỳ vào chiều thứ 7 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng trên sóng của Truyền hình Vĩnh Long. Và đến với chương trình Sức mạnh sinh học ngày hôm nay, kỳ thứ 36, chúng ta sẽ dành thời gian để bàn về chủ đề vai trò của sự đa dạng sinh học trong canh tác lúa. Và cái vấn đề này nên được hiểu như thế nào, và khi hiểu nó rồi thì có giúp ích gì được cho bà con trong canh tác lúa hay không? Đó cũng sẽ là những cái nội dung chi tiết mà chúng ta sẽ bàn thảo ngay trong chương trình này. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các nhà khoa học sẽ tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay, gồm có Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, nguyên giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ. Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra, như thường lệ thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện cho đơn vị tài trợ, thạc sĩ Lê Công Bằng, cán bộ kỹ thuật công ty Tân Thành. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến quý diễn giả, quý vị khách mời cũng như là quý bà con đã dành thời gian đến tham gia giao lưu chương trình tại phim trường này. Còn bây giờ, nhằm để giúp cho bà con nông dân có thể hiểu rõ cái cụm từ, có cái từ là đa dạng sinh học trong canh tác lúa như thế nào, để bà con có thể liên tưởng đến thực tế của mình rồi mình đặt câu hỏi thì cho nó mới đúng trọng tâm, thì nhân sự có mặt của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh ở đây, chúng tôi cũng rất mong là Phó giáo sư có thể nói rõ cho bà con được hiểu rõ hơn về cái vấn đề này như thế nào. Dạ. Dạ, thưa bà con, cái chữ đa dạng sinh học là mình nói gọn lại cho cái từ mà trong đó đa có nghĩa là nhiều, dạng tức là cái hình dạng cái loài này kia. Sinh học, sinh có nghĩa là sinh sống. Chứ để như cây lúa, cây bắp, cây rau hay là con cá, con cua, côn trùng, con người cũng là sinh vật. Cho nên đa dạng sinh học có nghĩa là gồm có nhiều cái loài sinh vật cùng sống ở trong một nơi mà những cái loài đó nó tương tác nhau một cách bền vững. Cho nên thường người ta nói đa dạng sinh học đưa đến cân bằng sinh thái. Tôi lấy thí dụ. Ví dụ chúng ta có một cái cánh đồng đó thì ruộng lúa, nhưng mà không phải lúa không. Ở xa xa chúng ta có những cái vườn cây ăn trái, hay là trên những cái đường đi chúng ta có rau, hay là chúng ta trồng bông ở trên đó. Cho nên cái đồng lúa chúng ta gồm có cây ăn trái nhiều loại, trên đó có rau, có hoa, thì như vậy chúng ta có sự đa dạng sinh học về cây trồng, về thực vật. Thì trong đó có những loại ăn cây lúa, nhưng mà khi nó muốn qua ở chỗ khác thì nó bị cái vườn cây nó cản, rau cản đi, cho nên cái sự di chuyển của nó khó, làm cho nó không có bộc phát thành dịch được, cho nên nó khó làm. Vì vậy nếu mà có được cái sự đa dạng sinh học như vậy thì cái con côn trùng ít có điều kiện nó bộc phát, nó lây lan, nó gây hại cho mình nhiều hơn. Hơn là mình trồng lúa liên tiếp 3 vụ, nguyên cánh đồng chỉ có độc canh cây lúa không. Cái thứ hai nữa là thí dụ như bà con mới gieo xạ, thì trong vòng 3 hay là 40 ngày đầu, tùy theo cái giống lúa đó là 90 ngày hay là 100 ngày, thì trong vòng 3-40 ngày đầu đó, nếu mà chúng ta không có phun thuốc trừ sâu, chưa phun thuốc trừ sâu, thì chúng ta thấy ở trong cái ruộng lúa có rất nhiều con. Thứ nhất là những con muỗi nước nó lên, nó xuống, nó đẻ trứng để mà nó ăn cái rơm rạ dưới nước á. Thứ hai nữa, có con đó thì chúng ta có rất nhiều nhện. Nhện giăng lưới, nhện chạy ở dưới, chuồn chuồn bay ở trên, rồi bỏ rùa, rồi kiến ba khoang. Thì những con đó rất nhiều, nó ăn, nó tương tác với nhau. Có những cái con muỗi nước này kia thì những cái con chuồn chuồn mới ăn. Cho nên khi có con rầy hay là con sâu nào tới, mật số còn thấp á, thì những con chuồn chuồn muỗi nước nó ăn bớt những con đó đi, cho nên mật số của nó không có thể bộc phát thành ra dịch được. Cho nên chúng ta có sự tương tác giữa những cái con ở trong ruộng lúa có lợi có hại với nhau, và nó tương tác bền vững. Gọi là bền vững có nghĩa là làm cho cái con sâu rầy không có điều kiện bộc phát lên.
Cho nên nếu mà chúng ta phun thuốc ngay lúc đó, khi con sâu rầy chưa có nhiều, chưa cần, mà phun cái thì những con chuồn chuồn chết, con nhện chết, mấy con khác cũng chết. Cho nên cái ruộng mình im ru lúc đó chỉ còn ở cây lúa. Cho nên hả, có con rầy nào mà nó tới, con sâu nào mà tới thì nó không còn những cái con khác ăn nó, cho nên nó có khả năng nó bộc phát mật số lên. Bởi vì con rầy nó đẻ 200 trứng, con sâu cuốn lá đẻ cả 100 trứng. Cho nên như vậy nếu mà chúng ta đừng phun thuốc sớm thì chúng ta có sự đa dạng của các loài côn trùng đều sống ở trong đó. Cho nên vì vậy những con sâu rầy nó không có điều kiện nó bộc phát thành dịch. Cho nên nó tóm lại là chúng ta không nên độc canh cây lúa không và liên tiếp 3 vụ như hiện nay. Cái điều đó trong tương lai chúng ta sẽ điều chỉnh lại làm thế nào chúng ta có 2 vụ lúa ăn chắc với cái phẩm chất gạo có thể xuất khẩu có giá trị. Và phía giữa đó chúng ta có thể thêm cây gì? Cây bắp, cây mè, cây khoai hay là chúng ta nuôi con gì? Thì như thế thì chúng ta tránh sự độc canh mà chúng ta đưa đến đa dạng sinh học. Cây lúa với con gì hay là những cái cây như vậy thì chúng ta dễ có điều kiện khống chế được sâu bệnh hơn. Và trong vòng 30 ngày đầu thì như tôi nói đó, thì cái cây lúa nó chất hữu cơ ở dưới nó cần cái sự phân hủy, cho nên những cái con đó nó ở rất nhiều ở trong đó mà mật số của sâu rầy còn rất thấp. Cho nên trong vòng 30 ngày đầu chúng ta theo nguyên tắc IBM, có nghĩa là chúng ta chưa phun thuốc sớm để giữ cái sự đa dạng sinh học và chúng nó tương tác một cách bền vững. Cho nên đa dạng sinh học đưa đến cân bằng sinh thái ở trong ruộng lúa của mình. Cho nên những cái điều đó bà con nên chú ý. Thì cái chương trình IBM mục đích là chúng ta chỉ sử dụng thuốc khi nào thật sự cần thiết mà thôi, còn lúc chưa cần thiết thì chúng ta nên giữ cho các loài sinh vật nó sống với nhau để mà nó kềm hãm cái sự bộc phát của các loài sâu hại. Thì đó là khái niệm gọi là đa dạng sinh học đưa đến cân bằng sinh thái ở trong ruộng lúa của chúng ta. Dạ. Một số ý kiến như vậy. Dạ, dạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh với những thông tin vừa cung cấp. Nghĩa là đa dạng sinh học nghĩa là chúng ta nên giữ cho nhiều cái loài sinh vật cũng như là nhiều cái quần thể sống trong môi trường nhất định, đúng không ạ? Dạ. Thưa quý khán giả, thưa bà con, nhằm để minh họa rõ hơn về sự đa dạng sinh học trong môi trường canh tác lúa thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị diễn giả cũng như là quý bà con cùng theo dõi vài hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được đối với những cái sinh vật mà chúng ta có thể dễ bắt gặp trong môi trường đồng ruộng hiện nay. Có thể nói các cánh đồng lúa là môi trường rất thuận lợi cho nhiều loài sinh vật sinh sống và tìm mồi. Đây được xem là một hệ sinh thái ngập nước quan trọng, tập hợp nhiều quần thể sinh vật sống trong nước, trên mặt nước và xung quanh các bờ bao. Có những loài to lớn dễ nhận thấy như chim cò, ếch nhái, cá đồng. Nhưng cũng có rất nhiều sinh vật bé nhỏ mà đôi khi ít được chú ý đến như nhện, bọ rùa, các loài muỗi. Tuy có sự phong phú đa dạng, nhưng các loài dịch hại là đối tượng được bà con nông dân quan tâm nhiều nhất. Trên cây lúa đã ghi nhận hàng trăm loài sinh vật gây hại. Bất kỳ giai đoạn sinh trưởng nào của cây lúa cũng đều có thể bị dịch hại tấn công. Chúng được phân thành 4 nhóm chính là cỏ dại, bệnh hại, côn trùng và chuột. Trong đó, côn trùng là nhóm có số lượng loài rất đa dạng, khả năng gây thiệt hại nặng trên các ruộng lúa. Tuy có nhiều đối tượng dịch hại, nhưng tùy theo mùa vụ, điều kiện thời tiết, kỹ thuật canh tác mà chỉ có một số loài sinh trưởng với số lượng lớn gây thiệt hại trên diện rộng. Nếu so về chủng loại, số lượng thì thiên địch trên đồng ruộng có sự đa dạng không kém gì so với các loài sâu hại. Phần lớn các loài côn trùng hại lúa đều có kẻ thù trong tự nhiên. Chúng có thể là loài bắt mồi ăn thịt, ong ký sinh hoặc những thiên địch gây bệnh cho sâu rầy. Giữa thiên địch và dịch hại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Mối quan hệ này được hình thành từ nhu cầu về thức ăn mà khởi điểm là cây lúa. Con người trồng lúa, có cây lúa thì có dịch hại. Thiên địch xuất hiện để ăn dịch hại. Tuy đây là quy luật tự nhiên, khi một trong ba thành phần thay đổi thì sẽ kéo theo sự biến động của hai nhóm còn lại. Dưới tác động của con người cũng như các điều kiện ngoại cảnh, thiên địch và dịch hại thường xuyên có sự biến động quần thể. Từ đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây lúa. Vì thế, mối quan hệ giữa thiên địch và dịch hại là rất đáng được chú ý trong công tác bảo vệ thực vật. Dân ạ,
Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là có rất là nhiều cái loài dịch hại, rồi thiên địch, rồi có cả những cái loài khác mà đôi khi bà con không hiểu là nó sống ở trong đồng ruộng của mình thì có lợi hay có hại nữa. Đơn cử như cái trường hợp là cái sinh vật tạm gọi là trùng nước chẳng hạn, thì thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm không biết là đối với cái con trùng nước này á, nó sống trong ruộng lúa thì nó có cái tác dụng là cải tạo đất giống như những cái con trùng đất mà nó sống ở trên cạn khác hay không? Dạ, kính thưa bà con, thì qua cái phóng sự mà chúng ta vừa xem và đặc biệt là qua cái phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là trong tự nhiên chúng ta có rất là nhiều loài sinh vật. Có một số loài thì hiện nay các nhà khoa học người ta đã định danh được, người ta đã phân loại nó, rồi người ta sắp xếp nó theo cái thứ tự, theo cái bộ lớp ngành. Nhưng cũng có một số loài thì hiện nay người ta cũng chưa xác định rõ được cái danh tánh của nó, cũng như là chức năng của nó. Đặc biệt là trên cái hệ sinh thái ruộng lúa thì chúng ta cũng thấy là hiện nay thì nó cũng có những cái nhóm sinh vật gây hại, ví dụ như rầy nâu sau cuốn lá, hay là có những loài thiên địch, ví dụ như là bọ rùa, kiến ba khoang, nhện vân vân. Hoặc là có một số cái loài sinh vật mà hiện nay người ta xếp nó vào cái nhóm trung gian, có nghĩa là nó vừa có hại và vừa có lợi. Ví dụ như con mườm mướm chẳng hạn, thì con này nó ăn trứng sau rầy, nhưng mà nếu mà không có cái thức ăn của nó thì có thể là nó ăn cái lá cây, ăn lá lúa chẳng hạn. Hoặc là có hiện nay cũng có cái những sinh vật mà hiện nay người ta không biết cái vai trò của nó làm gì ở trên ruộng lúa, người ta thấy xuất hiện nhưng mà người ta cũng chưa xác định được cái vai trò của nó. Riêng đối với trường hợp con trùng nước thì đây là một cái loài sinh vật rất là nhỏ bé và nó có màu hồng, nâu đỏ, và có người thì cũng gọi đây là con trùng chỉ, và nó sống, môi trường của nó thì nó sống ở trong bùn, và cái điều kiện là nơi, những cái nơi mà không có nước tù động. Nói chung là nước phải ra vào được, hoặc là cái nơi mà nó có điều kiện không khí có nhiều oxy. Chứ còn cái môi trường mà nước tù động hoặc là nước ngập nước mà không có oxy thì nó cũng dần dần nó biến mất. Thì con này thì cái thức ăn của nó chủ yếu là cái chất hữu cơ, và nó ăn xong chất hữu cơ thì nó thải ra phân, thì phân nó sẽ làm cho cung cấp lại cho cây lúa chúng ta, và đặc biệt là khi mà nó sinh sống thì nó cũng sẽ đào cái đường ngầm đó, thì nó tạo cái độ tơi xốp giống như là con trùng ở trên cạn. Tuy nhiên thì do con này kích thước nó nhỏ và mật số của nó thường là do nếu mà điều kiện ngập nước thì nó lại chết đi, cho nên là cái khả năng mà nó cải tạo đất thì không lớn như con trùng đất ở trên cạn của chúng ta. Và đặc biệt là cái khi mà cái điều kiện mà ngập nước đó, thì con trùng này nó chính là cái thức ăn cho rất là tốt cho các loài cá. Mà chúng ta biết là trong cái chuỗi thức ăn của cái đối với các cái loài sinh vật đó, thì cá cũng là một cái loài được xem là loài thiên địch, bởi vì nó ăn được các cái loài sâu rầy giúp cho chúng ta bảo vệ được mùa màng. Vì vậy thì nếu mà xét về cái tính vai trò thì cái con trùng đất, xin lỗi, con trùng nước này đó, thì nó vẫn được xem là một trong những nhóm côn trùng có lợi mà chúng ta cần phải bảo vệ. Thì đó là một số ý trao đổi với bà con. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Cũng trong phóng sự khi nãy thì chúng tôi cũng có thấy là những cái con mũi, những cái con mũi nước phải không? Nó ở trên mặt nước và nó có dính ở trên cái mạng nhện nữa. Thì không biết đối với loài sinh vật này khi sống trong ruộng lúa thì có lợi hay có hại đây? Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình có thể tư vấn cho bà con được rõ hơn. Dạ, thưa bà con, như chúng tôi nói là trong vòng 30 ngày đầu sau khi xạ đó thì cây lúa nó chỉ có cái lá với cái bẻ trên của cái thân ở dưới, cho nên sự tấn công chỉ ở những cái phần đó, nó không ảnh hưởng nhiều đến năng suất nếu chúng ta áp dụng những giai đoạn sau tốt. Còn những cái con trong giai đoạn này á, nhất là chúng ta thấy những con mũi nhỏ nhỏ đó, mà dễ thấy nhất là chúng ta buổi sáng chúng ta đi ra ngoài ruộng thấy có sương thì có những cái lưới nhện nó giăng ở trên lá đó, thì chúng ta thấy rất dính rất nhiều trong đó, có rầy nâu nữa, nhưng mà thường thường đó là con mũi. Chúng ta thấy nó giống con mũi nhưng mà cái màu nó màu xanh lá cây chứ không phải là màu nâu đen như con mũi, và nếu mà nhìn kỹ nó không có kim chích, cho nên con này nó không cắn người, do đó nó không có vào nhà để mà làm cái gì, nó ở ngoài ruộng, nhất là trong vòng mà 30 ngày đầu sau khi xạ thì nó ở ngoài ruộng. Bởi vì con mũi này á, nó bay bay vậy thì nó xuống mặt nước, nó đẻ một cái ổ trứng là cái chất nhầy, và nó bao trong đó cả trăm trứng nó nổi lơ lửng trên mặt nước, và chỉ trong vòng 1 cho đến 2 ngày trứng nó nở ra thành con như là con lăng quăng này á, mà nó rất nhỏ, và nó sống ở trong nước trước rồi sau đó nó mới lần từ nó xuống dưới đáy nước nó ở. Và cái con lăng quăng này khi mà nó xuống đáy nước rồi đó thì nó sẽ đi vào trong vùng và nó ăn cái rơm rạ mà chúng ta chôn dưới đó, để mà
để sau một tuần lễ thì những con này nó đủ lớn đủ thì nó ăn cái rơm rạ, nó phân hủy thành ra cái phân hữu cơ của chúng ta. Và cái con này khi nó lớn á, thì nó có màu đỏ. Nó là con muỗi nhưng mà đặc biệt là nó có hồng huyết cầu cho nên nó có màu đỏ. Và thường thường nó, nếu mà nước trong chúng ta thấy nó ở dưới đáy nước, nó hơi ngoe ngoe lên. Nó hơi giống con trùng chỉ, nhưng mà con trùng chỉ nó dài lắm và nó sống nùi nùi. Còn con này nó ở dưới đáy nước và nó ngoe ngoe. Và nếu các bạn động thì nó sụp xuống, nó trốn dưới bị nó tạo thành cái ống đó. Thì cái con này sống trong nước vào khoảng 7 ngày sau thì nó biến thành ra cái con nhộng của nó, là một cái loại hơi giống giống cái con nhộng của muỗi nhà. Nhưng mà con nhộng muỗi nhà nó phải lên trên nó lấy nước, còn con nhộng này nó chỉ ở phía dưới này. Bởi vì cái màu đỏ của nó đủ cho nó lấy oxy ở trong không khí, cho nên không bao giờ nó lên trên mặt nước nó lấy không khí giống như muỗi nhà, mà trái lại nó sống trong nước và sống dưới đáy sình thôi. Thì cái con nhộng này nó ở trong nước và cũng trong vòng 1-2 ngày sau nó biến trở thành con muỗi đi lên. Và muỗi đi lên này đó rồi nó bắt cặp, có khi nó vào đàn bắt cặp rồi nó đẻ trứng trở lại. Cho nên khi con muỗi nó lên vậy là con nhện ở trên này nó bắt. Con nhện ở dưới gốc lúa cũng bắt được, con nhện ở trên cũng bắt được, con chuồn chuồn cũng bắt được. Đó là thức ăn rất nhiều cho thiên địch. Vì vậy mấy con đó nó ở đây để nó ăn con này. À, rồi khi nó xuống nó đẻ thì nó cũng bị mấy con nhện bắt nữa. Mấy con đó bắt nữa. Cho nên khi ở dưới nó vừa lên và trên nó xuống đẻ đều nó là thức ăn cho các cái loại thiên địch rất là cần thiết này. Và nó ở dưới nước này nó cũng là thức ăn cho mấy, chúng ta biết con chuồn chuồn á, khi mà nó còn non nó ở dưới nước, tôi gọi là con bà mụ, nó ở dưới nước á, nó ăn những con dưới nước thì nó ăn những con này. Và nhất là nếu mà ruộng chúng ta có cá con, cá bột còn nhỏ, cá sặc, cá rô, cá lóc còn nhỏ nhỏ thế này thì nó phải ăn những con rất nhỏ thì nó ăn con trùng nước này. Cho nên nếu mà có điều kiện thì nó cũng là thức ăn cho cá con. Cho nên nó vừa phân hủy rơm rạ ra thành chất hữu cơ chúng ta, đồng thời nó là thức ăn cho các loài thiên địch để giữ chân các loài thiên địch trong vòng 30-40 ngày đầu. Và đồng thời nếu mà có cá con nó cũng là cái nguồn để giúp cho cá đồng. Sau đó cá đồng nó đi ra ngoài sông rạch thì nó cũng tồn tại đó. Nói chung là con muỗi nước này rất có lợi. Và cái dòng đời của nó từ con muỗi đẻ trứng, con ấu trùng non ngoe ngoe ở dưới đáy nước đến quá nhậm thì cái dòng đời chỉ trong vòng 2 hay là 3 tuần lễ, rất ngắn. Cho nên trong vòng 30 ngày đầu là nó hoàn tất cái vai trò của nó, phân hủy chất hữu cơ và giúp cho chúng ta có thiên địch trong ruộng lúa. Cho nên những cái con muỗi này rất là cần thiết, rất là quý, hoàn toàn có lợi chứ không có hại gì cả. Nó không có kim cho nên nó không có chích con người. Dạ, phó giáo sư nói đến đây thì Thế Hằng hiểu rằng là nếu như mà mình tiêu diệt nó cũng rất là ổn. Cái con thiên địch nó không có thức ăn nó ăn, rồi con thiên địch nó cũng sẽ chết. Ổn phải không ạ? Dạ. Cho nên đừng phun thuốc sớm. Dạ, đừng phun thuốc sớm. Khi nào cần mới phun. Dạ. Bây giờ thì bà con ở tại phim trường có câu hỏi giao lưu với quý diễn giả đây không ạ? Xin dành thời gian cho bà con đó. Dạ, con mời chú. Xin hỏi nhà khoa học, theo tôi thấy xử lý giống của công ty khác thì có hại với côn trùng có lợi. Hỏi vậy chứ xử lý giống thuốc của Tân Thành nó có hại côn trùng có lợi hay không? Với câu hỏi của chú thì chúng tôi xin mời thạc sĩ Lê Công Bằng đại diện cho nhà tài trợ có thể trả lời cho chú. Thì chú cũng vừa nghe hai diễn giả chúng ta trao đổi về những sinh vật có lợi. Chú cũng quan tâm, băn khoăn nếu mà chúng ta xử lý giống như thế đó, trong giai đoạn đầu rải xuống thì nó bị ảnh hưởng hay không. Thì cũng xin thưa với chú, với bà con là xử lý giống bên công ty này chúng tôi khuyến cáo là xử lý lacti. Mà lacti đây là sản phẩm sinh học chúng tôi chiết xuất từ bùn, thân lá cây sồi. Chính vì vậy mà không ảnh hưởng đến những con trùng có lại trong giai đoạn đầu. Ngoài ra nữa, nếu mà bà con thấy quy trình sức mạnh sinh học chúng tôi không những lacti xử lý giống, lacti tăng cường, Chubica hay là Lacasto, đây những sản phẩm hoàn toàn là sinh học. Chính vì vậy mà khi sử dụng đồng ruộng chúng ta không ảnh hưởng đến những loại thiên địch có lợi. Thứ hai, không ảnh hưởng người phun và cũng không ảnh hưởng đến môi trường, và thậm chí là chúng tôi nói là không ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Đó là chữ hạt gạo mà chúng ta áp dụng quy trình sức mạnh sinh học chúng ta làm ra. Chính vì vậy mà đó là cũng mục tiêu chính của công ty chúng tôi phát triển về trong tương lai, là cố gắng sẽ tìm ra những sản phẩm sinh học ít độc hại môi trường, con người để mà đưa vào sản xuất để cho bà con yên tâm và có một cái sản xuất nó tốt hơn. Xin chào. Nếu mà chú muốn thẩm định lại đấy, chú cứ sử dụng thử đi, rồi chú mượn tất cả những cái dụng cụ thí nghiệm mà có thể mà nhìn thấy những vi sinh vật nhỏ để mà thẩm định lại những gì mà thạc sĩ Lê Công Bằng nói nghe chú đâu. Chúng tôi xin mời vị khán giả tiếp theo. Xin hỏi cái nhà khoa học đó là
từ ngày con ốc lát ở trên đồng ruộng rất nhiều, mà con ốc bu vàng nổi lên tới bây giờ thì coi như là nó bị lai hay là sao mà con ốc lát nó bị tuyệt chủng hết trơn, không còn ốc lát nữa mà chỉ còn ốc bu vàng không. Vậy tôi xin hỏi thử coi không biết nó tự nhiên nó mất hay có bị lai gì không. Dần với câu hỏi này của chú Quyền, chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm tư vấn cho chú. Dạ, xin chào chú Quyền, kính thưa bà con. Thì đúng là như chú Quyền vừa nói đó, là từ khi mà ốc bu vàng nó xuất hiện ở trên đồng ruộng đến nay thì cái tình hình mà ốc lát cũng như một số loài khác, ốc khác của chúng ta, ốc nhất là ốc bu, ốc lát thì nó dần dần nó bị cô lập, nó đi về một cái chỗ khác sinh sống. Còn lại trên ruộng lúa thì gần như hiện nay là ốc bu vàng nó hiện hữu phần lớn là số đông. Và cũng có người thì người ta nghi ngờ, người ta đặt vấn đề liệu là ốc bu vàng với lại ốc lát và ốc bu nó có lai với nhau hay không. Bởi vì người ta cũng thậm chí là cũng có người là phát hiện là thấy hai cái con này nó bắt cặp lại với nhau. Thì để mà thực hiện cái điều này thì từ năm 2003 ở trường Đại học Cần Thơ có một cái báo cáo của lớp cao học, sinh viên cao học. Thì lúc đó cũng do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh là hướng dẫn để thực hiện cái đề tài nghiên cứu về đối tượng này. Thì kết quả khảo sát thì chúng tôi thấy rằng là mà khi mà cho cái con hai cái đối tượng là ốc bu vàng với lại ốc lát hoặc là ốc bu mà bắt cặp với nhau đó, thì chỉ có cái con ốc đực của ốc bu vàng đó nó có khả năng bắt cặp được với con ốc lát cái hoặc là ốc bu cái, còn ngược lại thì không thể. Có nghĩa là con ốc đực của cái loài ốc lát hoặc là ốc bu đó thì nó không bắt cặp được với con ốc bu vàng cái. Và sau khi bắt cặp xong đó thì cái con ốc lát cái hoặc ốc bu cái đó, nó vẫn đẻ trứng, nó đẻ số lượng trứng cũng rất là nhiều, khoảng từ 100 đến 200 trứng. Tuy nhiên thì qua cái thời gian theo dõi, tạo cái điều kiện đủ cái điều kiện tốt, thật tốt cho nó có thể nở trứng được đó, thì trứng nó không nở ra. Và quan sát thì thấy là cắt cái trứng ra thì thấy là nó không có cái phôi và nó từ từ nó teo lại, nó khô lại. Thì điều này chứng tỏ rằng là cái việc mà con ốc bu vàng đực đó, nó có bắt cặp được với con ốc lát và ốc bu và nó có khả năng là nó giao cái tinh được. Nhưng mà cái khả năng thụ tinh thì nó không xảy ra. Chính vì vậy mà không có trường hợp con ốc lai. Thì do đó thì bà con nông dân chúng ta cứ yên tâm. Hiện nay thì trên đồng ruộng thì mặc dù là chúng ta thỉnh thoảng chúng ta vẫn phát hiện thấy là cái những con ốc mà cái bên ngoài đó thì nó gần giống như con ốc bu vàng, nhưng mà thịt ở bên trong nó lại giống như màu đen, giống như con ốc lát, con ốc bu của chúng ta. Hoặc ngược lại, nếu chúng ta thấy cái màu bên ngoài giống như con ốc lát hoặc ốc bu mà trẻ ra bên trong nó có cái màu vàng như ốc bu vàng. Tuy nhiên thì qua cái phân tích ADN cũng như là qua cái phân tích của các nhà khoa học thì vẫn chứng minh là nó không phải là cái sự lai tạo, không phải là cá thể lai. Và mặc dù là hai cái những cái loài này nó giống nhau về hình dạng, về kích thước, nhưng mà nó khác về cái đặc tính di truyền, cũng như là nó nhất là nó khác về cái chi và cái giống, cho nên là hiện nay chưa có cái khả năng lai. Mà nguyên nhân chủ yếu là do về cái tranh giành, nghĩa là cạnh tranh về thức ăn và về môi trường sống. Thì do cái bản thân cái con ốc bu vàng nó có cái đặc tính là nó mạnh mẽ hơn, cho nên là nó lấn át các đối tượng khác. Ví dụ như chúng ta thấy ốc bu hiện nay là nó thường là nó nằm ở trong các mương vườn là nhiều, còn lại ốc lát thì gần như là nó bị xâm lấn, nó không còn cái nơi để mà nó sống. Thành ra là báo với chú Quyền và bà con là cũng yên tâm là hiện nay chúng ta chưa có cái tình trạng lai giữa ốc bu và ốc lát, cũng như là ốc bu vàng cũng như ốc lát và ốc bu khác. Đó là một số ý trao đổi với bà con. Thêm cái là cái con ốc bu vàng nó ghê quá phải không? Nó đẻ trứng ở trên cao á, cho nên khó con gì ăn cái trứng. Thứ hai nữa là cái gì nó ăn cũng được, cây khô, cây tươi, cây sống, cây chết, cỏ hay là cái gì nó có ăn được. Trong lúc con ốc lát của mình là nó chỉ ăn cái cây lúa hay là một số loại cỏ thôi. Cho nên cái con này nó sống quá trời dữ đi, cho nên nó chiếm hết thì con kia phải rút vào mấy cái mương mía rồi này kia mới hy vọng thôi. Rất là khó. Còn cái chuyện mà nó lai với nhau á, bị hai cái loài khác nhau, cho nên về phương diện di truyền người ta nói nếu mà hai cái loài khác nhau mà nó lai được là gọi là lai xa. Mà lai xa thì có cái ưu thế lai. Nếu mà có lai xa thì con nào mà lai là con nó dữ dội lắm. Mình rất sợ, chúng tôi rất sợ con đó. Nhưng mà may đến bây giờ chưa thấy có cái trường hợp đó. Dạ.
hữu hồn. Có thể nó sống lâu năm quá trong môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long như Việt Nam, cho nên nhiều khi cái mình của nó, mấy chú mấy bác thấy nó giống con ốc của mình nhưng mà nó không phải, phải không ạ? À, chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của khán giả tên là Phan Văn Hạ ở Long Phú, Tam Bình, Vĩnh Long. Khán giả hỏi như thế này: tôi xạ giống OM5451 được 16 ngày tuổi, hiện nay trên ruộng có hơn 20% diện tích cây lúa bị trắng lá. Tôi có gửi cây lúa mẫu kèm theo, xin hỏi đây là bệnh gì và cách xử lý ra sao? Dân câu hỏi này thì anh đã gửi cho thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm, và chúng tôi xin mời thạc sĩ trả lời cho anh luôn, có cái mẫu lúa luôn. Dạ. Xin chào anh Hạ, kính thưa bà con, đây là cái mẫu lúa mà anh Hạ đã gửi cho chúng tôi, và cũng báo với bà con là trong thời gian qua cũng như là khoảng vài năm trở lại đây thì chúng tôi nhận được rất nhiều cái mẫu lúa tương tự như thế này. Và chúng tôi cũng rất là quan tâm, có nghĩa là chúng tôi đưa ra nhiều cái biện pháp thử nghiệm, và đặc biệt là chúng tôi cũng có đem cái mẫu gửi về trường Đại học Cần Thơ, bộ môn bảo vệ thực vật và bộ môn sinh lý tiến hành phân tích để mà xác định coi cái loài dịch hại nào gây hại. Thì kết quả phân tích đó, thì cho thấy là ở bộ môn bảo vệ thực vật cho biết là nó không có cái phát hiện là cái mẫu nấm bệnh hay là côn trùng hoặc là cái vi khuẩn virus gì hết, mà đây là cái mẫu bệnh, đây là cái mẫu lúa bình thường, coi như là không có bệnh. Và khi phân tích ở bộ môn sinh lý thì cho biết là tình trạng cây lúa nó trắng lá như thế này đó là nó không hình thành được cái lục diệp tố, do cái nó bị ức chế tạm thời, nó thiếu kẽm. Thì qua phân tích đó, thì chúng tôi tìm hiểu thì thấy rằng là cái tình trạng này nó chỉ xảy ra trên cái giống OM5451 là nhiều, hoặc là cái giống OM3536, những cái lúa thơm hoặc thơm nhẹ như 4900 cũng có, nhưng mà ít hơn. Tập trung nặng nhất là cái giống OM5451. Và cái điều kiện thì thường là trong vụ đông xuân, có nghĩa là thời tiết mát lạnh, và những cái ruộng mà ngập nước thì nó có thể bị nặng hơn. Và như chúng ta biết thì cái gen mà hình thành được cái lục diệp tố là nó một cái do cái gen di truyền quy định ở trên cái từng loại giống, và nó bị tác động bởi cái yếu tố môi trường. Như chúng ta biết là nhất là cái môi trường mà ẩm ướt, nước nhiều và thời tiết lạnh đó, là nó làm cho cái ức chế cái hình thành cái lục diệp tố, cho nên cây lúa chúng ta có biểu hiện trắng lá như thế này. Thì đây gọi là cái triệu chứng sinh lý tạm thời. Bởi vì qua nhiều khảo sát của chúng tôi đó, chúng tôi thấy rằng là dầu cho bà con nông dân có xử lý thuốc đi nữa thì đến khoảng từ 20 ngày trở đi thì cái lúa của anh Hạ báo là nó được 15 ngày thì nó bị nhiều, và chúng tôi cũng gặp những cái ruộng là nó có thể là bị đến 50-70% cũng có nữa. Nhưng mà nếu phun thuốc hoặc là không phun thuốc thì tới từ 20 đến 25 ngày thì cây lúa nó bắt đầu trở lại bình thường. Có nghĩa là lúc này nó sẽ hết bị ức chế cái hình thành cái lục diệp tố, và cây lúa nó cho lại cái màu xanh bình thường. Do đó theo chúng tôi thì bà con nông dân tạm thời đừng nên phun nhiều quá thuốc, đừng phun thuốc gì hết. Và hiện nay thì chúng tôi vẫn có những cái đề xuất phối hợp với trường Đại học Cần Thơ để tiến hành một cái thí nghiệm để nghiên cứu coi, để giải thích cái cơ chế tại sao cái nó bị trắng lá như thế này, và tại sao thì sau đó thì nó không còn trắng ra lá nữa, nó trở lại bình thường. Và qua kết quả mà một số ruộng mà đã bị cái tình trạng này đó, thì chúng tôi thấy là lúa vẫn phát triển, sau đó phát triển bình thường và cho năng suất cao, nó không bị giảm năng suất gì hết. Vì vậy mà theo chúng tôi thì bà con nông dân tạm thời chúng ta đừng nên phun thuốc đối với những cái trường hợp trắng lá như thế này. Và nếu có điều kiện thì bà con nên tháo nước cạn bớt ra, hoặc là tiến hành chăm sóc bón phân, cung cấp nhất là các phân trung vi lượng, sử dụng cho nó một số cái chất kích kháng hay gì đó, để cho giúp cho cây lúa có thể là nó phát triển mạnh khỏe hơn, và nó có thể chống chịu được với các yếu tố sâu bệnh khác. Thì đó là một số ý trao đổi với anh Hạ và bà con. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Sau đây chúng tôi xin dành phần ưu tiên cho những khán giả gửi câu hỏi bằng hình ảnh. Anh Nguyễn Đình Thuần ở Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ có gửi câu hỏi và kèm theo hình ảnh như sau: hiện giờ lúa 3 ngày tuổi, tôi thấy trên ruộng có những con trùng đất làm cho đất tơi xốp mặt ruộng. Chúng xuất hiện nhiều thì có làm ảnh hưởng đến bộ rễ của lúa hay không? Tôi đưa nước vô để xử lý cỏ, vậy loại trùng này thì có bị ảnh hưởng hay không? Trùng đất xuất hiện sẽ có lợi như thế nào trên ruộng lúa? Chúng có bị ảnh hưởng bởi thuốc hóa học hay không? Với câu hỏi này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh tư vấn cho anh Thuần. Dạ, anh Thuần với bà con thì trùng là tất cả những con trùng đều có lợi, bởi vì nó phân hủy chất hữu cơ rơm rạ trong đất,
để mà nó giúp trả lại cái phân bón cho cái cây. Thì trùng chúng ta có trên đất cạn, đất khô thì chúng ta có những loại như trùng hổ, trùng cơm rất là lớn con. Còn ở đất mà ngập nước thì chúng ta có con trùng chỉ, chúng ta thấy nó đỏ đỏ với nó sống trong nước. Nhưng mà trong cái điều kiện mà đất chỉ ẩm ướt thôi thì có một cái loại trùng nhỏ hơn. Nó sống ở trong đó, nhưng mà khi ngập nước thì nó chịu không nổi. Cho nên cái trường hợp của anh sau khi 3 ngày sau khi xả, anh làm đất và anh cho nước vô rồi đó, thì những cái chỗ nào mà không có ngập nước, chúng ta thấy nó bắt đầu nó lên, để mà nó thở mà. Cho nên ở cái ruộng đó chúng ta thấy có những con trùng nó lên, nó ỉa cứt ở trên đó và nó sống gần gần mặt nước. Cho nên cái loại trùng này sống ở trong đất ẩm, nhưng mà khi mà ngập nước thì nó sống không nổi đâu. Nhưng mà bắt buộc thì chúng ta phải hy sinh nó thôi, nó ở trong đất của chúng ta. Cho nên nếu mà các bạn chôn cài dùi chôm rôn rạ dưới được chừng khoảng 1-2 tuần lễ thì cái đất ẩm ẩm còn lại đó nó giúp cho những loại trùng này kết hợp với những cái con khác để mà giúp cho phân hủy chất hữu cơ, phân hủy rôm rạ thành ra những chất hữu cơ phân bón rất là tốt. Và lúc này thì chúng ta phải hy sinh nó, bởi vì khi mà ngập nước thì nó không có sống được, nhưng mà vụ tới thì nó có thể phát triển trở lại được. Dân xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Câu hỏi bằng hình ảnh thứ hai mà chúng tôi nhận được là của anh Phan Văn Tâm ở Tam Bình, Vĩnh Long. Anh hỏi như thế này: lúa tôi được 7 ngày sau xạ, tôi phun thuốc ốc á, có hoạt chất là niclosamid, thấy cá chết rất là nhiều. Tôi thấy thuốc này có độ độc cao, ảnh hưởng đến tôm cá, động vật và con người. Vậy tại sao thuốc này vẫn cho sử dụng rộng rãi? Dân vấn đề này chúng tôi xin mời Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm tư vấn cho anh Tâm. Dạ. Kính thưa anh Tâm, kính thưa bà con. Thì đúng như anh phản ánh thì hiện nay thì cái hoạt chất niclosamid, thì hoạt chất này nó rất là độc, độ độc cao với cá. Và hiện nay thì trong các nhóm thuốc để trị được ốc bươu vàng đó, thì chúng ta chủ yếu là chỉ có hai cái nhóm hoạt chất hóa học thôi. Còn một nhóm thứ ba đó là cái nhóm thảo mộc, là cái hoạt chất saponin đó. Thì cái này thì hiện nay thì nó cũng ít được đưa vào thị trường, bởi vì cái thời gian tác dụng của nó thì tương đối chậm, giá thành thì hơi đắt. Còn lại thì nó có hai cái nhóm hoạt chất chủ yếu, đó là cái metadehyde và cái niclosamid. Thì đối với metadehyde á, thì cái nhóm này nó có cái nhóm độc 2, có nghĩa là nó độc hơn cái nhóm niclosamid nữa. Và hiện nay thì cũng được nhiều cái công ty đang bán với cái dạng là bã mồi. Thì do chúng ta rải dạng bã mồi cho nên là cái độ độc của nó chưa có phát huy mạnh như là cái của cái niclosamid. Và cái niclosamid thì thường là người ta chế bằng cái dạng là bột thì dùng để phun. Thì phun thì nó độc với cá, nhưng mà nó cái nhóm độc 3 nó ít độc hơn cái metadehyde. Nhưng mà thường là trong cái quy định người ta khuyến cáo đó là, một là chúng ta không sử dụng trên cái ruộng mà nuôi cá. Thứ hai là chúng ta phải nếu có nuôi cá thì tháo nước cho cái cá nó xuống ruộng, và chúng ta chỉ giữ nước xăm xắp ở trên ruộng để chúng ta phun thôi. Vì vậy mà cái thuốc này hiện nay vẫn còn được khuyến cáo sử dụng, bởi vì nó có nằm trong cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật của được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho phép và có đăng ký khảo nghiệm. Và chúng ta cũng biết là hiện nay còn rất nhiều cái loại thuốc mà chúng ta thuốc mà nó có độc, độ độc với cá, nó làm chết cá, nhưng chúng ta vẫn cho sử dụng, và tùy theo cái cách mà chúng ta xài, chứ không nhất thiết là thuốc độc với cá là chúng ta cấm. Bởi vì nếu cấm thì chúng ta sẽ không có thuốc để sử dụng, bởi vì như chúng tôi nói đó là thuốc để trị được ốc bươu vàng hiện nay thì chỉ có rất ít cái nhóm hoạt chất để mà diệt được nó. Do đó thì khi sử dụng bà con cần phải cẩn thận là tốt nhất. Có lẽ là chúng ta cảnh giác với trường hợp mà chúng ta có nuôi cá trên ruộng lúa, và đây là cái nhóm mà phải nói là cũng là một trong những nhóm để khuyến cáo sử dụng ốc bươu vàng. Hy vọng là bà con chúng ta phải chấp nhận để mà chúng ta chọn lựa sử dụng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng lưu ý bà con là không nên trông chờ vào thuốc nhiều quá, mà chúng ta cũng nên áp dụng những cái biện pháp khác. Ví dụ như bà con là sử dụng cái biện pháp bắt bằng tay, diệt ổ trứng, hoặc là chúng ta dùng chắn lưới ở cái bên ngoài cái đường mương đó, hoặc là chúng ta thường xuyên là đi thu gom để mà diệt ốc, thì có như thế chúng ta mới quản lý tốt được ốc bươu vàng. Một số ý trao đổi với bà con. Dạ, xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Khán giả tên là Lê Thanh Bình ở Long Hồ, Vĩnh Long có gửi câu hỏi về như thế này: trồng đậu bắp ở gần ruộng, xin hỏi là con rầy ở trên đậu bắp nó có ăn lúa hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh tư vấn cho anh Bình. Dạ, trả lời nghe với anh Bình đó là không. Cái con rầy ở trên cây đậu bắp thì nó chỉ ăn cây đậu bắp và một số cây rau,
khác mà thôi. Còn cây lúa là rất khác với cây đậu bắp. Nó là đơn tử diệp, còn cái kia là song tử diệp. Cho nên con rầy trên đậu bắp không có ăn ở trên đối với cây lúa. Cho nên nếu mà chúng ta trồng sen đậu bắp ở trên bờ, ở giữa ruộng lúa thì rất rất có lợi. Bởi vì hay nó lại làm cho cái con rầy nó khó di chuyển từ chỗ này, ruộng này qua ruộng kia hơn. Nó bị cái bờ đậu bắp ngăn cản. Nhưng mà những cái con bọ rùa hay những con khác ăn con rầy đậu bắp thì nó có thể xuống ruộng lúa, nó ăn con rầy lúa cũng được. Con thiên địch thì ăn cả hai, vừa trên đậu bắp, vừa ruộng lúa, có lợi. Còn cái con rầy này, khi nó ở trên đậu bắp thì xuống ruộng nó không có ăn. Cho nên, trồng đậu bắp ở trên ruộng lúa rất là có lợi theo cái dạng đa dạng sinh học như chúng ta nói hồi nãy. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Chúng tôi có nhận được câu hỏi của khán giả tên là Phạm Thị Tươi ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Khán giả hỏi như thế này: lúa tôi hiện nay được 45 ngày tuổi, bị sâu cuốn lá. Tôi đã xịt bằng nhiều loại thuốc nhưng mà không hết. Trong vòng 7 ngày từ khi mà thấy sâu đến giờ thì tôi đã phun 3 lần thuốc nhưng mà vẫn còn thấy sâu ở trên ruộng. Tôi hỏi tại sao như vậy? Xin hướng dẫn cách xử lý. Vấn đề này chúng tôi xin mời Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Dạ, xin chào chị Tươi, kính thưa bà con. Thì có lẽ là câu trả lời của chúng tôi đối với chị Tươi là phun thuốc 3 lần mà vẫn còn sâu là chị Tươi phun chưa đúng cách. Có nghĩa là cái thời điểm, cái lúc mà con sâu nó xuất hiện, nó gây hại đó, cần phun thì chị chưa phun đúng vào thời điểm đó. Mà đôi khi thì chị phun vào những thời điểm ví dụ như là mới có bướm thì chị phun, hoặc là nó chưa nở ra, hoặc là nó đã lớn rồi, ví dụ như qua tuổi 4, tuổi 5 hoặc nó quá nhộng thì chị phun vào những thời điểm thì nó không diệt được con sâu này. Thì con sâu cuốn lá, thì đối với sâu cuốn lá thì cái giai đoạn mà lúa chúng ta dưới 40 ngày đó thì được xem là không quan trọng. Bởi vì cái thứ nhất là cây lúa chúng ta còn khả năng đền bù, hay còn gọi là khả năng phục hồi. Và ở cái giai đoạn này thì có rất nhiều loại thiên địch ở trong tự nhiên, nó có khả năng là nó khống chế được cái mật số sâu cuốn lá. Cho nên là có lẽ là do chị là nóng lòng quá, chị phun sớm, cho nên là nó đã diệt thiên địch và đồng thời phun không có đúng thời điểm để diệt sâu, cho nên là sâu cuốn lá vẫn còn. Tuy nhiên một cái vấn đề mà chúng tôi cần phải đề nghị chị quan sát lại cho rõ nữa, đó là cái nó còn nhưng mà cái mật số nó như thế nào, nó có đáng để mà chúng ta nó gây hại cho cây lúa chúng ta không. Bởi vì như chúng ta biết là cái yếu tố cân bằng sinh học, có sinh thái trên đồng ruộng đó, có nghĩa là cái sâu hại thiên địch thì nó có, chúng ta chấp nhận cho nó hiện diện ở trên đồng để nó đảm bảo cái mức cân bằng. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải diệt cho nó triệt để, bởi vì chúng ta nếu mà không có cách nào mà chúng ta có thể diệt cho nó triệt để được hết. Và đối với sâu cuốn lá thì khi mà chúng ta phát hiện bướm ra rộ thì chúng ta theo dõi khoảng một tuần sau thì có thể là bắt đầu các loại trứng nó bắt đầu nở ra. Thì nếu mà chúng ta phát hiện cái mật số cao đó thì chúng ta phun khi sâu ở tuổi 1 đến tuổi 3 là tốt nhất. Do đó và để cho chị Tươi rút kinh nghiệm thì đề nghị chị là ở những lần sau đó thì chúng ta cần phải theo dõi khi mật số sâu nó sau khi bướm ra rộ khoảng 7 đến 10 ngày thì chúng ta theo dõi mật số, thì nếu cần thì chúng ta phun thuốc, còn nếu không thì chúng ta không nên phun vào những thời điểm không cần thiết. Thì đó là một số ý trao đổi với chị Tươi và bà con. Dân xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Câu hỏi của khán giả tên là Võ Thanh Phong ở Tân Phước, Tiền Giang hỏi như thế này: trồng hoa dẫn dụ sinh vật có phải là một hình thức của đa dạng sinh học hay không? Dân vấn đề này xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Trồng hoa ở trên bờ ruộng của cái ruộng lúa, như vậy thì chúng ta thêm cái cây nữa phải không các bạn? Ngoài cây lúa ra chúng ta có thêm cây hoa nữa. Như vậy thì đa dạng sinh học cái gì? Hai loại rồi ha. Cho nên cái cây hoa đó thì cái con sâu con rầy nó không ăn được cái cây hoa đó. Nhưng mà trả lại một số cái loại ong nhỏ nó tới nó ăn mật và ăn phấn hoa của cây hoa đó. Rồi sau đó cái con ong này nó rất nhỏ, nó không phải nó về tổ, mà trả lại nó ăn rồi nó đẻ trứng. Nó không đẻ trứng trên tổ nó mà nó tìm những con sâu con rầy mà nó đẻ trứng. Cho nên những con ong này đặc biệt chú ý nó là nó cần ăn mật hoa với phấn hoa. Cho nên ăn xong rồi nó xuống ruộng nó tìm sâu rầy nó tấn công đó, cho nên vì vậy nó có lợi ở chỗ đó. Do đó khi mà trồng hoa đó thì thường thường chúng tôi khuyến cáo bà con nên áp dụng IBM, có nghĩa là đừng có nên phun thuốc trong vòng 30 ngày đầu. Cho nên vì vậy trong ruộng có rất nhiều chuồng những con khác, những con ong ký sinh. Cho nên trồng hoa đó nó giúp cho cái sự đa dạng sinh học, nó giúp cho cái vai trò thiên địch ở trong ruộng lúa. Bởi vì khi trồng hoa chúng ta không phun thuốc sớm mà vừa có hoa nữa, cho nên những con thiên địch đã có rồi. Bây giờ chúng ta dụ thêm những con khác
ăn mật và phấn hoa tới tăng cường cho những thiên địch có trong ruộng lúa tấn công sâu rầy. Cho nên nó vừa đa dạng sinh học mà nó vừa có nguyên tắc là nó bổ sung cho cái vai trò của con thiên địch hoạt động mạnh hơn nữa. Dạ, có một khán giả có gửi câu hỏi về cho Phó Giáo sư mà chúng tôi cũng xin được bổ sung là có một phần câu hỏi thì giống với khán giả vừa rồi, nhưng mà phần câu hỏi sau thì hơi khác một chút nè. Cái anh Lê Ngọc Tấn ở Châu Thành, Tiền Giang, anh hỏi là cái diện tích đó, trồng hoa trên bờ ruộng đó, nó phải là bao nhiêu để tương xứng với diện tích trồng lúa để đạt cái hiệu quả cao. Cái thứ hai anh hỏi là tại sao các nhà khoa học khuyến cáo là nên cân bằng sinh thái trên ruộng mà không nghe khuyến cáo diệt hết côn trùng gây hại ở trên đồng ruộng. Cái câu diệt hết côn trùng hồi nãy mình có trả lời rồi á. Khó mà diệt hết côn trùng lắm bởi vì nó coi nhỏ à, cho nó cũng ngang hàng với mình chứ không phải là nó thua mình đâu. Cho nên rầy nâu diệt hoài nó còn lên dữ hơn nữa. Cho nên cái câu cuối cùng thì trả lời như vậy. Còn cái câu kia trên thì trồng bao nhiêu cho đủ. Nếu mà trồng cho đủ đó thì phải tốn rất nhiều, phải tạo cái bờ cho thật lớn. May mày chúng ta có những cái mô hình cánh đồng mẫu lớn, có đường đi, có xe, máy cày rồi nó được. Thì trên cái đó chúng ta trồng nhiều qua. Nói chung nhiều qua chừng nào thì nó có lợi chừng nấy, ít qua thì nó lợi ít, nhiều qua nó lợi nhiều. Chứ không phải trồng qua để mà diệt hết sau này, không phải. Mà nó đóng vai trò, nó bổ sung cho cái IBM, nó làm cho các loại thiên địch nó được bổ sung một số cái ong ký sinh tới ăn mật và phấn hoa đó. Cho nên cái trồng hoa đó là chỉ bổ sung cho cái vai trò của các cái loại thiên địch mà thôi, chứ không phải là nó diệt hoàn toàn những cái đó. Còn cái phần nhỏ ở giữa có vậy được đủ chưa hả cô? Dạ được rồi đó ạ. Dạ. Nó là biện pháp bổ sung để làm cho sự cân bằng sinh thái tốt hơn. Dạ. Cân bằng sinh thái thì nó tốt hơn là mình phải diệt cho nó hết. Bởi vì như các nhà khoa học đã nói rồi, diệt hết là không làm được. À, một khán giả tên là Lê Văn Nhật ở Tân Hưng, Long An có hỏi như thế này: phun thuốc trị sâu hại nhưng lại làm chết nhiều thiên địch, như vậy có ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm tư vấn cho anh Nhật. Dạ, xin chào anh Nhật. Đúng như anh nói là khi mà chúng ta phun thuốc, mặc dù chúng ta mục đích là chúng ta diệt đi các con sâu hại nhưng mà nó vẫn chết các con thiên địch. Thì như phần đầu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Vinh đã nói đó, thì cái đa dạng sinh học có nghĩa là đa, có nghĩa là nhiều, còn dạng có nghĩa là nhiều cái dạng, và sinh học đây là các loài côn trùng. Thành ra là nếu mà chúng ta đã diệt nó đi thì nó sẽ làm mất cái tính đa dạng sinh học. Do đó cái giải pháp mà chúng ta hiện nay đưa ra là chúng ta cần quản lý dịch hại theo cái nguyên tắc IBM, có nghĩa là áp dụng nhiều giải pháp hài hòa với nhau, chỉ áp dụng biện pháp phun thuốc khi thật cần thiết, không nên phun sớm hoặc là không phun vào những cái thời điểm chưa cần thiết, để mà chúng ta vừa tiết kiệm được cái chi phí, đồng thời chúng ta bảo vệ được môi trường, bảo vệ sức khỏe và bảo vệ những loài thiên địch có ích trên đồng ruộng. Đó là một số ý trao đổi với anh Nhật. Dân xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Thưa bà con, thưa quý khán giả, cho đến bây giờ thì có thể chúng ta đã hiểu được cái sự đa dạng sinh học trong môi trường canh tác lúa đã có những cái tác hại, nó có những cái tác dụng rất là tích cực cho cái nghề trồng lúa của bà con như thế nào rồi. Và tuy nhiên trên thực tế thì có vẻ như là những cái loài mà nó có hại thì nó có xu hướng ngày càng gia tăng, nhưng mà những cái loài mà có lợi thì nó ngày càng giảm đi, phải không ạ? Với cái thực tế này thì không biết là nó có ảnh hưởng như thế nào đến nghề trồng lúa của bà con, đến hiệu quả sản xuất của bà con đây. Phóng sự sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về vấn đề này. Các cánh đồng lúa từ lâu được biết đến như là nơi sinh sống lý tưởng cho nhiều loài thủy sản, bò sát và lưỡng cư. Tuy nhiên, với hệ thống đê bao khép kín đã làm thay đổi tập quán sinh sống tự nhiên của chúng. Sự sụt giảm sản lượng các loài cá đồng ở mức độ ngày càng tăng đã đánh mất đi một nguồn lợi tự nhiên rất quan trọng trong đời sống cư dân nông thôn. Trái ngược với các loài có ích thì những loài gây hại lại có xu hướng phát triển mạnh hơn từ việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ. Lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đổ xuống đồng ruộng ngày càng tăng đã làm mất đi các yếu tố cân bằng trong hệ sinh thái đồng ruộng. Đây là một ruộng lúa đang bị sâu cuốn lá tấn công. Với tình trạng hiện tại cho thấy, sự phát triển của chúng đã lấn áp hoàn toàn so với các loài khác trên đồng ruộng. Còn đây là một ruộng lúa bị nhiễm rầy nâu rất nặng. Với mật số lên đến hàng trăm con mỗi bụi lúa, thì các giải pháp đối phó của bà con nông dân mang lại hiệu quả rất thấp.
Những hình ảnh trên cho thấy, dù có rất nhiều giải pháp đối phó, nhưng áp lực của các loại dịch hại trong canh tác lúa ngày càng tăng lên. Thực tế này trước mắt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người trồng lúa. Còn về lâu về dài, được cảnh báo sẽ gây ra những tổn hại về môi trường, sinh thái mà hậu quả để lại rất khó lường. Tính đa dạng sinh học của các hệ sinh thái đất ngập nước đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, đặc biệt là các ruộng lúa hỗ trợ đa dạng sinh học ở mức rất cao. Sự tác động của con người vào hệ sinh thái này đang làm giảm dần sự hiện diện của nhiều loài sinh vật hữu ích. Và nếu không có sự nhìn nhận kịp thời trong ý thức sản xuất, bảo vệ sự đa dạng sinh học, thì trong tương lai sẽ còn rất nhiều loài đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Sự bùng phát các loại dịch hại trong sản xuất lúa sẽ là hệ quả tất yếu. Thông qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rõ một điều là phóng sự cũng khẳng định là cái sự sụt giảm rất là mạnh về cái lượng cá đồng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, với cái thực trạng như thế thì không biết là đây là một cái lời cảnh báo như thế nào đối với bà con nông dân trồng lúa của chúng ta? Dạ, cái sự phát triển nào cũng phải có cái được và có cái mất. Cái giá. Cho nên cái giá chúng ta phải trả từ cái chỗ chúng ta làm một cái vụ lúa. Rồi sau đó cá đồng, thu hoạch cá đồng, nhưng mà lúa không đủ ăn, với cái dân số bây giờ là 90 triệu, còn chúng ta lại muốn xuất khẩu để mà chúng ta có thêm cái ngoại tệ nữa, thì chúng ta không thể nào làm một vụ lúa cá như hồi xưa được, phải không các bạn? Làm 2 vụ, rồi bây giờ làm thêm 3 vụ nữa. Ở chỗ nào cần thì làm bờ bao, khoanh lại để giữ nước, không cho nước lên, cá cũng không vô được, để chúng ta làm lúa 3 vụ, 2 vụ, 3 vụ. Và chúng ta làm tiếp 3 vụ, mà làm tiếp 3 vụ toàn đồng lúa không như vậy, sâu rầy rất nhiều, cho nên thuốc trừ sâu phun hoài, thì những cái điều kiện đó cho nên cua, ốc, cá không thể nào sống được. Và thêm nữa, chúng ta nhờ cái sông Mekong nó dẫn nước, cho nên cái mùa nước nổi là cá nó vào để nó sống ở trong đồng ruộng. Nhưng mà sắp tới chúng ta nghe nói ở trên sông Mekong họ có mấy cái chục cái đập thủy điện từ Campuchia qua Lào và nhất ở trên Trung Quốc ở trên kia. Chúng ta không biết trong 10 năm tới, 5-10 năm tới cái gì sẽ xảy ra đồng bằng sông Cửu Long, và những cá ở trên những cái đó nó sẽ giảm. Cho nên nó tóm lại là cái gì cũng phải trả cái giá. Cho nên nếu mà chúng ta muốn có nhiều lúa để chúng ta xuất khẩu, chẳng những đủ ăn mà còn xuất khẩu nữa, thì chúng ta phải dùng nhiều thuốc, nhiều phân bón, phải hy sinh cái chuyện đó. Cho nên trong những ngày tới tôi nghĩ là hai cái vụ lúa ăn chắc và có cái giá trị xuất khẩu tốt, có phải thương hiệu đồ tốt, hè thu, đông xuân, vào khoảng giữa chúng ta có thể nuôi cá, nuôi cua, nuôi ếch hay là làm một vụ màu, phải không các bạn? Nói không phải là dễ, bởi vì làm ra chưa chắc bán được, nhưng mà đến lúc chúng ta phải suy nghĩ như thế nào, con nào, cây nào, trồng lúc nào và có giá, có thị trường, để mà chứ không phải chúng ta làm ba cái vụ lúa. Hiện nay chúng ta làm 3 vụ lúa xong, chúng ta gạo xô, chúng ta bán không có thương hiệu gì hết, giá tiền không bao nhiêu hết. Cho nên sắp tới chúng ta phải làm thế nào khắc phục ở chỗ này. Thì tôi nghĩ trong cái điều kiện đó thì chúng ta, nhà nông chúng ta sẽ có được lợi tức khá hơn. Và đồng thời một số cái con cua, con cá, con tôm cũng có điều kiện nuôi trồng phát triển được. Chứ như hiện nay thì cái điều kiện nó rất khó, và chúng ta thấy cái sự phát triển nào cũng có những cái khó nó kèm theo, và chúng ta sẽ cố gắng khắc phục như vậy. Cho nên bà con nên suy nghĩ cây gì, con gì chúng ta có thể làm thêm với cây lúa trong thời gian tới nuôi được hay không. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là từ nay bà con khi mà đã xem chương trình này, nghe những lời tư vấn của Phó Giáo sư, thì bà con về suy nghĩ xem là nên cùng với các nhà khoa học cũng như nhà quản lý để mình tính lại coi cái được với cái mất của mình nên phải trả giá như thế nào, đúng không ạ? Vâng, thưa Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm, được biết là hiện nay đối với Vĩnh Long thì đang khuyến khích bà con nên là chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa để mà đa dạng cái cây trồng vật nuôi. Như vậy thì không biết cái việc làm này thì ảnh hưởng như thế nào đến sự đa dạng sinh học trong môi trường canh tác nông nghiệp hiện nay? Dạ. Kính thưa bà con, thì nãy giờ chúng ta đã trao đổi xoay quanh cái vấn đề đa dạng sinh học. Thì chúng ta cũng biết là nếu mà chúng ta càng xen canh, luân canh các loại cây nhiều với nhau, như phần đầu thầy Quỳnh có nói đó,
thì cái các cái loại cây thì nó cũng là sinh vật, nó sẽ tạo cái đa dạng đối với thực vật, đó là cây trồng. Còn cái môi trường sống của các loài sinh vật thì nó trên nhộng mỗi cây trồng thì nó có cái hệ sinh thái khác nhau. Ví dụ như trên lúa nước thì nó có một cái hệ sinh thái của các loài côn trùng gây hại thiên địch ở trên cây lúa. Còn đối với cây trồng cạn thì nó cũng có một cái hệ sinh thái riêng ở trên cây trồng cạn, hoặc là xen trong các vườn cây ăn trái cũng như vậy. Do đó nếu mà trường hợp mà chúng ta canh tác gọi là liên tục, chỉ gọi là một cái kiểu hình canh tác thôi, ví dụ như là chúng ta độc canh cây lúa, thì chúng ta sẽ làm giảm mất đi cái tính đa dạng sinh học đối với cái hệ sinh thái, đối với cái sinh vật, đối với các loài thực vật, và đồng thời chúng các cái loài thiên địch và sâu hại nó cũng bị hạn chế đi. Đặc biệt là khi mà chúng ta độc canh đó thì sâu bệnh dịch hại nó sẽ phát triển ngày càng nhiều, và khi phát triển ngày càng nhiều thì chúng ta buộc phải sử dụng thuốc cũng ngày càng nhiều theo, thì nó sẽ làm giảm diệt đi các cái loài sinh vật ở trên đồng ruộng, từ đó nó sẽ làm mất đi cái tính đa dạng sinh học. Do đó cái chủ trương mà hiện nay chúng ta đề nghị nông dân đó là chuyển đổi cây trồng, đặc biệt là cái việc mà chúng ta luân canh các loại rau màu trên đất lúa là một cái giải pháp sẽ vừa tạo cho cái hệ sinh thái chúng ta cân bằng, nghĩa là giảm cái áp lực của dịch bệnh, đồng thời cũng tạo điều kiện cho bà con tăng được cái thu nhập. Cho nên đây là cái giải pháp mà tạo cái tính đa dạng sinh học, nó có ảnh hưởng tốt chứ không có ảnh hưởng xấu vì cho cái tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái đồng ruộng. Đó là một số ý trao đổi với bà con. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Với câu tư vấn vừa rồi của thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm cũng đã tư vấn được cho khán giả tên là Nguyễn Văn Khang ở Cái Bè Tiền Giang. Khán giả cũng hỏi có câu hỏi tương tự như vậy. Câu hỏi của khán giả tên là Lê Văn Hoàng ở Cái Bè Tiền Giang như thế này: trước đây làm 2 vụ thì thấy trên ruộng thiên địch nhiều, nay làm 3 vụ thấy ít hơn. Vậy nông dân muốn bảo tồn thiên địch thì cần áp dụng những biện pháp nào? Có nhiều biện pháp như là IPM, 1,5 giảm, công nghệ sinh thái. Vậy thì nên kết hợp đồng bộ hay chỉ nên áp dụng riêng lẻ từng biện pháp để bảo vệ thiên địch, giảm sâu bệnh? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh tư vấn cho anh Hoàng. Anh Hoàng có câu hỏi hay quá. Mà trước khi đợi trả lời thì anh đã trả lời rồi. Dạ. Tôi thấy câu hỏi của anh rất là hay. Nhưng mà đối với cái nông dân thì cũng có băn khoăn như vậy. Thì ở chúng tôi là người làm công tác nghiên cứu để mà làm thế nào phổ biến cho bà con nông dân, thì chúng tôi cũng có những cái suy nghĩ là cái thiên địch nó ít là do chúng ta dùng thuốc hóa học nhiều quá, không có đúng cách. Khi nào cần thì chúng ta mới phun, và phun 4 đúng để thế nào? Chúng ta phun một lần cho thiệt đều và đúng loại thuốc, 4 đúng mà, để cho nó chết. À, và thôi, cho bà con phun nhẹ nhẹ, một lần không chết, bà con làm lần thứ 2, không chết nữa, làm lần thứ 3. Thì cái lần thứ 3 là thuốc nó hết hiệu quả rồi, nhưng mà trái lại cũng còn giết những con kia. Cho nên nếu mà chúng ta phun xương xương kiểu đó, thì con sâu rầy nó kháng thuốc, làm thuốc mất hiệu lực. Mà thứ hai nữa là cát thôi nào thiên địch bị giết chết. Con sâu nó mạnh, nó chỉ ăn cây lúa thôi, nó không chết. Nó rất là nhiều con, số con còn lại là có thể phát triển được. Còn cái con thiên địch đó thì phun là đụng nó chết rồi. Nó ăn đủ thứ chứ không phải là nó chỉ ăn cây lúa không. Cho nên vì vậy mà để bảo vệ các cái loài thiên địch thì hiện nay chúng ta áp dụng, đề nghị bà con áp dụng cái nguyên tắc IPM, có nghĩa là biện pháp phòng trị tổng hợp. Thì trong biện pháp IPM này có nghĩa là tôn trọng cái sự đa dạng sinh học của các loài trong ruộng lúa để nó đưa đến cân bằng cái hệ sinh thái của cái ruộng lúa. Cho nên trong IPM á, mình chỉ sử dụng thuốc khi nào mà kẹt quá mà thôi. Cho nên làm thế nào xạ cho nó vừa, ít phân đạm để mà cho cây lúa nó khỏe, mà trong đó có nhiều thiên địch thì cây lúa khỏe, nhiều thiên địch thì sâu rầy mới tới còn ít. Những con thiệt địch nó ăn hết, cho nên chúng ta chưa có phải dùng thuốc trong vòng 30 ngày đầu. Như thế thì chúng ta tạo điều kiện được cho thiên địch phát triển. Còn muốn thêm nữa, như hồi nãy có một bạn nông dân hỏi, chúng ta có thể trên bờ đó, thay vì phun thuốc diệt cỏ trụi lũi, chúng ta trồng rau, đậu bắp, mè, đậu xanh, thì những cái bông, những cái hoa của nó, thiên địch nó tới, nó ăn mặc cho phấn hoa rồi, nó vào trong ruộng, nó đẻ như chúng tôi nói hồi nãy. Còn nếu mà không trồng được những cái đó thì chúng ta có thể trồng những loại cây nào mà dễ trồng, ít chăm sóc, thí dụ như là xoay nhái, chuồn chuồn hay là mấy cây khác, thì
ít chăm sóc hơn, nhưng mà nó hết mùa này nó lại rớt hột xuống, nó lên chúng ta ít chăm sóc hơn. Và cái hoa của nó, cái màu của nó mà những con thiên địch rất là thích. Nếu bạn chú ý dòm sẽ thấy có những con ong rất nhỏ nó ở trên đó và nó tấn công cái sâu rầy. Cho nên để khuyến khích cho những cái loài thiên địch đó thì một là chúng ta tạo cái ruộng lúa khỏe, và chúng ta đừng có nên phun thuốc sớm, tạo cái điều kiện sao cái ruộng mình nó ít sâu, ít rầy, để chúng ta không phải phun thuốc sớm. Và trên những cái bờ chúng ta tranh thủ trồng những cái gì có thể là rau màu ăn được, hay là trồng hoa nó vừa đẹp. Nhất là mấy chị chắc có lẽ thích trồng hoa dữ lắm. Trong cái ngày hội phụ nữ 8 tháng 3 ở tỉnh Tiền Giang, có rất nhiều chị làm những cái mô hình trồng hoa rất là đẹp tới thi đua. Chúng tôi có những cái hình còn đây. Cho nên nếu mà chúng ta làm được thì cái cân bằng sinh thái cái ruộng lúa chúng ta ra đó, ít nghe cái mùi thuốc trừ sâu, mà trái lại chúng ta dòm thấy có hoa nha, rồi có những con này con kia, có những con muỗi nước nó lên xuống, có con nhện giăng lưới bắt con này con kia, thì thấy cái đồng rất là bình yên, rất là tốt. Cho nên làm như thế thì cái điều kiện thiên địch càng ngày càng phát triển ở trong ruộng lúa, cho nên nó tốt của chúng ta. Chứ còn nuôi thả thì cũng có biện pháp, nhưng mà hiện nay thì cái đó nó hơi tốn tiền. Sắp tới chắc có thể là chúng ta nghĩ trong 5-10 năm tới chúng ta sẽ nghĩ cái biện pháp nuôi những cái con đó để thả ra. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn Phó Giáo sư. Khán giả tên là Nguyễn Thanh Ngọc ở một tỉnh rất là xa, đó là ở Bình Định. Và khán giả hỏi như thế này: nếu như xịt thuốc để trừ ốc bươu vàng thì xịt vào thời điểm nào là tốt nhất? Vấn đề này chúng tôi xin mời Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm tư vấn cho Thanh Ngọc. Dạ, xin chào anh Ngọc, kính thưa bà con. Thì để mà diệt trừ ốc bươu vàng thì như phần đầu chúng tôi có nói đó, là chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp. Trong đó là cái biện pháp mà chúng ta thu gom trước khi chúng ta xuống giống rất quan trọng. Chúng ta làm sao chúng ta giảm được cái mật số của ốc bươu vàng ở trên ruộng trước cái thời điểm xuống giống. Chứ còn nếu mà chúng ta đợi mà xả lúa xuống rồi thì chúng ta mới tìm thuốc chúng ta phun á, thì con ốc nó sẽ ăn cái mầm lúa của chúng ta, nó làm cho cái cây lúa chúng ta bị chết đi. Cho nên là chúng ta cần áp dụng nhiều giải pháp. Còn đối với trường hợp mà sau cùng thì chúng ta dùng thuốc đó, thì chúng ta có thể phun là trước cái thời điểm chúng ta xả giống, trước một ngày. Bởi vì nếu mà chúng ta phun thì chúng ta có lẽ sử dụng cái hoạt chất là niclosamid, mà cái hoạt chất hồi nãy mà có một bà con đã đưa để hỏi đó. Thì cái hoạt chất này thì thứ nhất là nó có tác động đến, ảnh hưởng đến cái mầm hạt lúa. Thành ra là chúng ta nên phun trước khi chúng ta gieo xạ, vừa diệt được ốc và đồng thời nó tránh ảnh hưởng đến cái mầm hạt lúa. Và cái thời điểm thứ hai chúng ta nên phun đó là sau khi chúng ta đưa nước trở lại. Có nghĩa là khi mà chúng ta tháo nước ra, chúng ta xạ lúa, thì cái lượng một số ốc mà nó còn sót lại, nó có thể là nó vùi ở dưới ruộng. Và khi đưa nước trở lại thì nó sẽ trồi lên và nó tiếp tục gây hại nữa. Thì cái thời điểm thứ hai chúng ta phun là lúc này cây lúa chúng ta đã mọc lên rồi. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cái mầm hạt lúa nữa, và chúng ta sẽ diệt thêm một lần thứ hai. Nếu trường hợp có cái ốc từ cái mương nó bò lên hoặc là ốc từ ở dưới đất nó chui lên, thì đó là hai thời điểm quan trọng chúng ta cần lưu ý để diệt trừ ốc. Dân. Có một khán giả cũng ở rất là xa mà làm như là thích là Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm, hỏi tiếp là anh Phùng Nhật Phương á, anh Phùng Nhật Hương ở tỉnh Quảng Nam. Anh hỏi là lúa tôi thì bị vàng lùn, xin hỏi chương trình có thuốc nào để trị hay không? Xin chào anh Hương. Thì từ lâu rồi thì các nhà khoa học khẳng định là cái bệnh vàng lùn thì nó do virus. Mà hiện nay thì các cái loại bệnh mà do virus, tác nhân virus thì chúng ta chưa có thuốc phòng trị. Chủ yếu là chúng ta phòng là chính. Phòng thì chúng ta, một là chúng ta diệt con rầy nâu, bởi vì đây là cái tác nhân, cái vector mà nó truyền cái virus gây bệnh cho cây lúa chúng ta. Hai là chúng ta có thể là sử dụng một số cái chất ức chế để mà hạn chế cái sự lây lan, sự phát triển của cái virus gây bệnh cho cái cây lúa chúng ta. Chứ chúng ta không có thuốc để mà trị cái bệnh này. Sẵn đây không biết là Thạc sĩ Bằng ở bên công ty mình có thuốc gì để giới thiệu cho bà con không, thì xin mời Thạc sĩ Bằng. Vâng, xin chào anh, xin chào bà con. Thì đối với bệnh vàng lùn thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta không thuốc trị. Nhưng mà cái cơ chế bệnh vàng lùn, nếu anh thấy trên ruộng thường nó gây hại ở những cái điều kiện dinh dưỡng kém, ví dụ cái gò hoặc những nơi anh nhổ lúa anh dặm, thì những cái bụi đó thường vàng lùn hiện nhiều hơn. Có nghĩa là khi cây lúa yếu thì vàng lùn nó biểu hiện ra.
mình làm sao tăng cường cho cây lúa chúng ta mạnh khỏe lên thì lúc đó nó sẽ vượt qua được cái điều kiện là bị bệnh nhân lùn. Thì về công ty ngành chúng tôi thì lâu nay bà con quen sử dụng sản phẩm là lách ti, giai đoạn là xử lý giống dạng rối và lách ti dạng chai phun xịt thì giúp cho quá trình vượt qua cái điều kiện như bệnh nhân lùn thì ở mức độ 20% thì rất tốt. Có nghĩa là khi mà cây lúa anh bị vàng lùn như là bị con gì nâu mang virus chích vào cái cây lúa mà ở mức độ là khoảng 20%, nếu anh có sử dụng lách ti thì nó vượt qua, nó không ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu mà trường hợp nặng quá thì mình chấp nhận cái đó là sẽ bị gây hại. Chính vì vậy mà chúng tôi làm cái chương trình sức mạnh sinh học này, mục đích là để cho cái cây nó khỏe, nó chủ động trước điều kiện bất lợi hoặc chủ động trước điều kiện như bệnh dịch hại tấn công. Chính vì vậy mà quy trình chúng tôi cũng được bà con áp dụng rất rộng rãi và rất thành công. Xin chia sẻ cùng anh ạ. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Lê Công Bằng. Khán giả tên là Nguyễn Văn Tuấn ở Vũng Liêm, Vĩnh Long có hỏi như thế này. Với mô hình sản xuất lúa cá thì có vai trò như thế nào đối với lúa? Đối với lúa mà lại ngăn được các cái loài sâu hại tấn công lúa? Hiện nay thì các loài sinh vật rất là ít. Vậy có biện pháp nào để nhân lên các cái loài sinh vật có lợi hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh tư vấn cho anh Tuấn. Dạ, khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống canh tác lúa cá, có nghĩa là cái khoảng giữa thay vì trồng lúa nữa, chúng ta nuôi cá. Như vậy chúng ta cắt đứt cái cây lúa ở cái khoảng thời gian 2-3 tháng, 3 tháng, 4 tháng để mà nuôi cá đó. Thì như thế con sâu rầy nó không có thức ăn, nó phải đi chỗ khác hoặc là nó chết. Cho nên vì vậy trong cái vụ sau thì nó sẽ ít. Còn nếu mà lúa cá, chúng ta nuôi cá ở trong cái ruộng lúa thì có rất nhiều cái con cá nó ăn cái sâu rầy. Như hồi nãy mình thấy mô hình nó có cá lồng tông. Cá lồng tông ăn sâu rầy rất dữ phải không các bạn? Rất dữ. Rồi con cá rô, có rô đồng phải không? Ăn sâu rầy cũng rất dữ. Không biết bạn nuôi cái gì. Cá lồng rồng con là nó cũng ăn sâu rầy rất dữ. Khi nó lớn rồi thì nó không có ăn sâu rầy, nhưng mà cá lồng rồng con. Nói chung là các loại cá nó cũng có thể nhảy lên nó ăn sâu rầy ngay ở dưới gốc lúa nữa. Cho nên đó là cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai, khi mà làm lúa cá thì các bạn phải chọn cái giống lúa nào kháng sâu rầy. Cho nên nếu mà chọn giống nhiễm quá thì như thế cái ruộng mình nó nhiều sâu rầy, rất là nguy hiểm. Mà khi lỡ có sâu rầy rồi không phun thuốc được, cho nên nó mất đi. Cho nên phải chọn giống rất là kỹ. Rồi phải gieo xạ với cái khoảng cách vừa phải sau đó để đừng có khuyến khích sâu rầy phát triển. Cho nên vì vậy nó ít sâu rầy. Và cái nước ở trong cái ruộng lúa thì nó nhiều. Nhất là có những cái kinh bao ngạn ở xung quanh thì nước rất là nhiều. Cá sống trong đó để nó lên trên ruộng. Thì cái điều kiện đó cá phát triển được. Và đồng thời ít cái lúa ở những chỗ đó. Cho nên nó tóm lại là cái ruộng lúa ở trong cái ruộng lúa cá đó nó thoáng hơn. Cho nên sâu rầy ít có điều kiện phát triển. Và một số loại cá nó cũng ăn sâu rầy như tôi trình bày. Và các loại xương địch rất có ít thì hồi nãy là có câu hỏi thì chúng đã trả lời. Hiện nay xương địch nó rất ít thì làm thế nào? Thì chúng ta thêm một cái vụ nào đó như là lúa cá thì nó đỡ cho cái vấn đề sâu rầy nó có điều kiện nó lây lan từ vụ này sang vụ kia. Áp dụng IBM để ít sử dụng thuốc, trồng hoa để thêm cái thức ăn cho các loài thiên địch thôi. Chứ còn nuôi nó thì hiện nay nó tốn kém cho nên chúng ta chưa làm được. Chỉ có chúng ta nuôi các loại nấm xanh, nấm trắng, các loại nấm mà nó tấn công sâu rầy các bạn. Thì cái này chúng ta nuôi được vì nó rẻ, chúng ta dùng cám, dùng gạo nuôi rẻ và hiện nay làm được tốt. Cho nên cái đó cũng giúp, nó cũng là sinh vật. Nó không phải là cái con này con kia, nhưng mà nó cũng là sinh vật, một loại nấm hay là vi khuẩn Bacillus BT chẳng hạn. Thì hiện nay các loại đó phát triển dễ hơn là nuôi những cái con để mà thả ra. Xin cảm ơn Phó Giáo sư. Khán giả tên là Lê Văn Tám ở Tâm Bình, Vĩnh Long hỏi như thế này. Tôi xạ giống 6976 thì lấy chồi hữu hiệu trong bao nhiêu ngày? Vấn đề này chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm tư vấn cho anh Tám. Kính thưa anh Tám. Thì trước tiên thì chúng tôi xin định nghĩa cái chồi hữu hiệu. Chồi hữu hiệu có nghĩa là cái chồi đó nó mang được cái bông. Và muốn mang được cái bông, nghĩa là nó cho được cái sản phẩm đó, thì nó tối thiểu nó phải có mang được ít nhất 3 lá. Và như vậy thì tính từ cái thời điểm mà nó tượng khối sơ khởi, chúng ta phải trừ lại cái thời gian làm sao mà nó đủ cái thời gian nó mọc được 3 lá. Nghĩa là cái chồi lúa này nó mọc ra từ cây mẹ, thì nó đẻ nhánh ra đó. Thì nó lệ thuộc rất nhiều vào các cái yếu tố, ví dụ như là cái mật độ anh xạ ban đầu.
Cái thứ hai là cái quá trình chăm sóc. Nếu mà anh bón phân đầy đủ và cái quản lý nước đó tốt đó, thì cái chồi lúa mà lấy thời gian mà chúng ta lấy chồi hữu hiệu đó thì có thể là nó kết thúc sớm, ví dụ như khoảng chừng 25 đến 30 ngày là đã kết thúc. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà chúng ta xạ thưa hoặc là cái việc mà chăm sóc chúng ta nó cái phân bón rồi đó, thì việc mà chúng ta bón phân rồi nó làm ảnh hưởng đến nhất là cái khâu quản lý nước, thì có thể là cái thời gian này nó có thể kéo dài ra. Tuy nhiên thì đối với giống lúa OM6976 thời gian sinh trưởng khoảng 100-105 ngày, thì chúng ta trừ ra khoảng 30 ngày từ chỗ đến chín là 30 ngày, thì từ tưởng khối sơ khởi đến chỗ thì nó khoảng từ 25 đến 28 ngày, thì lúc đó thì chúng ta không biết là từ khoảng 40 đến 42 ngày thì cây lúa tưởng khối sơ khởi, và như vậy thì chúng ta sẽ trừ tiếp đủ cái thời gian mà nó có ba lá thì vậy thì khoảng từ khoảng 30 tới 31 ngày trở lại, thì đây là cái thời điểm mà coi như là chúng ta hoàn tất cái quá trình mà lấy cái chồi hữu hiệu. Tuy nhiên trong trường hợp mà nếu như chúng tôi nói là anh xạ thưa hoặc là cái kiểu canh tác của anh nó không phù hợp đó, thì có thể là nó kéo dài thêm một chút, khoảng 1-2 ngày gì nữa. Cái quan trọng là chúng ta làm sao đảm bảo được cái mật độ xạ cũng như là cái quá trình chúng ta chăm sóc, áp dụng các biện pháp chế độ nước và bón phân phù hợp để làm sao cái số chồi hữu hiệu nó đạt cao và nó có cho năng suất cao. Thì đó là một số ý trao đổi với anh Tám. Dân xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Khán giả tên là Võ Hoài Phong ở Cao Lãnh Đồng Tháp hỏi như thế này: lúa tôi là 50404 được 30 ngày bị chuột nhiều, làm sao phòng trị vì nó cắn phá rất nhiều, làm hư hại rất lớn cho tôi. Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh tư vấn cho anh Phong. Dạ, anh Phong, cái vụ đông xuân này thường thường mình bị chuột, phải không? Cho nên nếu mà thiếu nước, ruộng thiếu nước, xung quanh đó những chỗ có gò cao ở trên mà chúng ta chưa làm vệ sinh, phải không? Như vậy thì chuột nó ở chỗ đó, nó tấn công ra. Cho nên chắc cái điều quan trọng là những nơi nào xung quanh ruộng, chỗ nào cao cao, nó rậm rậm, chúng ta phải làm vệ sinh đó cho kỹ. Và bắt đào, bắt hết những cái ổ chuột để cho chuột con nó đừng có đẻ chuột con ở bên trong để mà ra tấn công. Cho nên cái vệ sinh đồng ruộng là cái điều quan trọng nhất. Cái thứ hai là theo dõi nó, nếu 30 ngày mà thấy có dấu hiệu chuột thì chắc có lẽ chúng ta dùng thuốc diệt chuột. Không biết là mình có cái thuốc diệt chuột nào hữu hiệu hay không. Cho nên nói chung là thuốc diệt chuột nhiều. Có phốt phơ kẽm thì nó độc, nó giật nó chết liền, nhưng mà nó độc quá. Còn hiện nay có là thuốc chống đông máu. Tức là con chuột này á, các bạn biết là người ta làm cái bánh như thế này là có nhiều cái sáp nó cạp cạp cái nó ăn thì nó không chết tại chỗ. Cái thuốc phơ kẽm thì con chuột nó chết ngay, nó dễ dãi, nó kêu ác chết tại chỗ. Cho nên những con khác thấy sợ không dám ăn nữa. Còn cái thuốc mà chống đông máu người ta làm cái bánh như thế này là nó ăn và nó tỉnh bơ, nó về hang nó ngủ với bà con nó ở trong đó nó cũng tỉnh bơ à. Nó không sợ gì hết, nhưng mà ngủ đêm sáng là nó bắt đầu nó ảnh hưởng, nó chết quèo. Bị nó máu nó không có đông được cho nên nó xuất huyết và nó chết và nó rất là chậm. Cho nên tôi nghĩ là hai cái thuốc diệt chuột này hiện nay có, cho nên bà con cũng cân nhắc có cần thuốc nhanh hay là cần thuốc chậm. Thì nếu mà để trên bờ ruộng coi chừng chó mèo ha, để trên bờ ruộng thì diệt bớt khi mà chuột mới vào ruộng. Còn nếu mà nhiều quá thì tôi thấy bà con lấy lưới hay là ni lông bao xung quanh ruộng, cái đó là biện pháp cuối cùng thôi. Yeah. Nói chung là biện pháp diệt chuột có nhiều cái điểm mà quan trọng nhất là vệ sinh đồng ruộng để bắt hết chuột con ngay từ đầu. Dạ. Yeah. Yeah. Liên quan đến vấn đề thuốc thì không biết thạc sĩ Bằng. À, không có, phía Tân Thành thì không có phải không ạ? Yeah. À, khán giả tên là Bùi Văn Ẩn có gửi một câu hỏi khá hay về cho chương trình, và có lẽ như là chúng tôi gửi câu hỏi này để có thể tổng kết chương trình ở đây luôn. Khán giả hỏi có hai vấn đề. Thứ nhất là các nhà khoa học có khuyến cáo là bảo vệ các loài vật gọi là thiên địch, nhưng mà không nghe nói kẻ thù của thiên địch là gì. Vậy hỏi kẻ thù của các loài sinh vật thiên địch là ai? Thứ hai là trước tình hình biến đổi khí hậu thì có định hướng gì để giúp cho nông dân canh tác theo hướng đa dạng sinh học? Dân xin mời Phó Giáo sư. Kẻ thù của thiên địch là gì các bạn? Ví dụ chuồn chuồn là thiên địch, thì kẻ thù của chuồn chuồn là gì? Chim én, không? Cóc, không? Cho nên từ cây lúa có những con ăn cây lúa, rồi có những con ăn lúa, có những con chuồn chuồn ăn con sâu rầy ăn lúa, rồi từ con chuồn có những con cá, con cóc, con chim nữa, đó là cái di truyền thức ăn. Nhưng mà thường thường đó là những cái con
chim én đồ thì nó chỉ ăn một số con sâu rầy thôi, con chuồn chuồn thôi, nhưng mà những cái loài đó vẫn còn, cho nên vì vậy mà mật số của những cái loài chim cóc đó, nó cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà ngoài cái chuyện ăn chuồn chuồn, nó cũng ăn sâu rầy nữa. Người ta nói con cóc là cậu ông trời mà, không phải nó kêu kẹt 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 là trời mưa là gọi là cậu đâu, mà trái lại con cóc nó ăn sâu rầy cho nên gọi cậu ông trời, phải không các bạn? Hay là hồi nhỏ tôi nghe nói ai mà giết chim én là bị giảm thọ, bởi chim én nó ăn sâu rầy dữ lắm. Đó, ăn sâu rầy nhưng mà nó cũng ăn con chuồn chuồn. Nói chung là khi mà có thiên địch thì cũng có những loài ăn thiên địch, nhưng mà tạo điều kiện thế nào cho thiên địch nó phát triển. Và biến đổi khí hậu thì có nghĩa là quả đất có khả năng nóng lên, mưa nắng bất thường và nắng dữ và mưa dữ, cho nên trong cái điều kiện đó thì chúng tôi thấy là cái sắp tới thì ruộng lúa chúng ta vẫn có thể vẫn còn làm, có thể ba vụ được, nhưng mà trong cái điều kiện đó thì làm sao nào mà chúng ta đa dạng sinh học đó, thì chúng tôi nghĩ như nãy giờ chúng mình bàn á, là hai vụ lúa ở phía giữa có cái cây gì bán có lợi được, không phải cây lúa, con gì bán có lợi được không, mà luôn con cá con tôm mà cái gì. Dạ, cho nên nếu mà chúng ta làm được như thế thì sẽ giảm bớt cái sự lây lan của sâu rầy, mà chúng ta vừa có lợi tức, cho nên cái sự đa dạng sinh học trong lúc đó nó dễ hơn, những loài thiên địch nó phát triển dễ hơn, và nó khống chế được cái sâu rầy, bởi vì sâu rầy lúc đó cái sự lây lan của nó ít hơn. À, cho nên cái hướng tới tôi nghĩ là hai vụ lúa có năng suất cao và phẩm chất phải tốt, và làm thế nào liên kết được với những cái nhà thương nghiệp để mà chúng ta xuất khẩu được cái giá cao, và khoảng giữa chúng ta nuôi trồng cái cây gì, đó là cái biện pháp tốt nhất chúng tôi nghĩ theo cái quan điểm cá nhân của tôi như vậy. Dân xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Thưa bà con, thưa quý khán giả, có thể nói là liên quan đến những cái việc mà chúng ta bàn xung quanh chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì bà con còn rất là nhiều câu hỏi để hỏi các nhà khoa học. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là chúng ta phải tạm chia tay ở đây. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin được công bố những vị khán giả may mắn nhận được những phần quà của nhà tài trợ. Trước hết là ba vị khán giả được bình chọn có câu hỏi hay qua đường điện thoại. Một là anh Lê Văn Nhật ở Tân Hưng Long An, hai là anh Lê Ngọc Tấn ở Châu Thành Tiền Giang, ba khán giả là Phạm Thị Tươi ở Trà Ôn Vĩnh Long. Và ba vị khán giả khác được bình chọn là có câu hỏi bằng hình ảnh hay và sát với chủ đề của chương trình. Một là khán giả Phan Văn Hạ ở Long Phú Tâm Bình Vĩnh Long, hai là khán giả Nguyễn Đình Thuần ở thành phố Cần Thơ, ba là khán giả Phan Văn Tâm ở Tâm Bình Vĩnh Long. Chúng tôi xin lưu ý là những vị khán giả có tên vừa nêu có các số máy điện thoại mà bà con đã liên hệ về cho chương trình, hãy luôn luôn giữ cái liên lạc này để ban biên tập của chương trình cũng như là công ty Tân Thành sẽ liên hệ ngược trở lại với bà con và trao quà cho bà con trong vòng những ngày tới. Còn bây giờ thì chương trình Sức Mạnh Sinh Học kỳ thứ 36 với chủ đề vai trò của sự đa dạng sinh học trong canh tác lúa của Đài Truyền hình Vĩnh Long xin được tạm dừng. Kính mời quý khán giả tiếp tục đón xem chương trình Sức Mạnh Sinh Học kỳ thứ 37 phát hình vào ngày 26 tháng 12 năm 2014 với chủ đề Sự kháng thuốc của dịch hại và cách phòng tránh. Một lần nữa chúng tôi xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị diễn giả, quý vị khách mời cũng như là quý bà con đã dành thời gian đến tham gia giao lưu chương trình. Cảm ơn quý khán giả ở xa đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn công ty Tân Thành đã tài trợ cho chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.